Xin chào các bạn, hôm nay người cá Tuyul sẽ giới thiệu với các bạn một chú mèo bự thiệt là bự. Các bạn có bao giờ thấy con mèo nào nó bự như vậy chưa? Nó bự bằng em bé này luôn đó. Em bé hãy giới thiệu cho mấy bạn biết đây là mèo gì đi. Mèo Anh với Mỹ. Ủa mèo Mỹ đã bự vậy hả? Ờ, con út bự hơn luôn á. Bé mèo này tên là gì vậy? Donut. Tên của nó thì là Donut. Còn em bé tên là gì vậy? Tuxedo. Con mèo này sợ người lạ. Vậy hả? Nó bự bằng em luôn rồi đó. Con mèo này một ngày ăn bao nhiêu cơm? Không ăn cơm, nó ăn đồ ăn mèo của Mỹ. Đồ ăn mèo. Rồi em có tắm cho mèo không? Có tắm cho con mèo này, nhưng mà mèo này không thích nước. Vậy nó mỗi lần em tắm nó có cắn em không? Nó không cắn, không quào. Nó không cắn, không quào. Nó mèo. Vậy là nó cũng hiền quá chứ. À, bữa nào cho nó đem ra biển cho nó bơi với người cá được không? Muốn ăn đâu nè, muốn ăn. Chắc nó không. Nó sợ nước lắm. Vậy hả? Nó biết, nó không thích nước. Tuyul đụng nó có gừ Tuyul không? À. Mèo ơi, cho đụng miếng đi. Nó sợ. Em có thể chia sẻ bí quyết tại sao nuôi một chú mèo to, khỏe và béo như thế này cho cùng các bạn được không? Cho nó đồ ăn thì phải có đồ ăn đầy hết. Lúc nó đói bụng thì nó qua chỗ ăn của nó. Một ngày nó ăn bao nhiêu cơm? Nó không thường một ngày thì nó ăn 3 tráng đầy đồ ăn mèo. Vậy hả? 3 chén đầy luôn. Nhưng mà nó ăn ít lắm. Rồi nó ăn ít rồi nó đi rồi nó đi lại rồi ăn thêm. Rồi một năm nó tắm mấy lần? Một tháng 2 tuần thì tắm một lần. 2 tuần tắm một lần hả? Đúng à. Dễ thương quá ha. Đúng, lông của này thì mềm lắm. Wow các bạn ơi, lông mèo này mịn giống như là thú nhồi bông vậy đó. Đúng rồi. Rồi cái lông á sau cái đúng rồi. Nó cũng mềm như thú nhồi bông luôn. Vậy con mèo này có bao giờ nó đi ra đường chơi không, hay nó ở trong nhà không vậy? Ở trong nhà không. Nó sợ người lạ lắm. Vậy à. Bé mèo ơi, bé mèo biết bắt chuột không? Nó biết bắt gián với thằn lằn. Ở đây không có chuột. Vậy đó hả? Chà, các bạn còn muốn hỏi gì về bé mèo này nữa không? Như là bé mèo này có đi chích ngừa rụng lông không? Có cái lượt thế chạy lông của nó giữ. Không có đi gần đi chích người, tại mèo này thì ở trong nhà không. À, không có chích ngừa luôn. Nó bị thiến luôn rồi. Thiến luôn. Ủa nó bị thiến là gì vậy? Tại vì ở nhà khác nó đi ngoài đường sợ nó bị bắt, người ta bắt nó. À nên mình thiến nó cho nó không muốn đi ra đường nữa. Ồ vậy đó à. Rồi bé mèo này em nuôi được bao nhiêu lâu rồi? Con mèo này thì là 2 năm. 2 năm. 2 năm rồi mà bự như vậy đó hả? À, nuôi thêm 3 năm nữa chắc nó bự bằng em luôn đó. Không, chắc nó vậy. Nó còn vậy. Nó còn bự nữa không? À, dạ không có. Tại mèo này thì mèo lớn rồi. Vậy đó hả? Để mang cho nhà. Mèo lớn rồi. Mà là mèo Thái Giám nữa mấy kia chứ. Leslie không biết rồi. Rồi bye bye. Cảm ơn đã chia sẻ thông tin quá bổ ích về bé mèo này nha.